Hello chợ nhà nha. Hello chợ nhà nha. Hôm nay vợ chồng mình đi lên Củ Chi cả nhà ơi. Đi ăn bò tơ. Vợ mình rủ đi ăn bò tơ cả nhà. Coi cũng như là mình đi gặp gì ăn đó đi. Lên bò tơ Củ Chi. Bây giờ cả nhà đi với vợ chồng mình nha. Cái bò tơ Củ Chi này lên chợ là gần 40 cây đó cả nhà. Nói không từ ở dưới mà mình đi cả nhà. Sắp tới mà ngã tư ăn sương rồi nè mà nó kẹt xe đi nó giờ 45 phút. 45 phút em ha. 45 phút. Bây giờ mình lên tới sắp tới ngã tư ăn sương, qua ngã tư này là ngã tư ăn sương. Trên đường đi ăn bún bò cũng nhận gian nan cả nhà. Lẩu bò chơi. Lẩu bò. Này là quốc lộ 22 mà. Trường Chinh. Trường Chinh. Qua Trường Chinh qua ngã tư là quốc lộ 22 rồi. Nó có cái hầm mới cả nhà. Cái hầm này là cũng làm được đi được nay cũng gần 2 năm rồi. Hơn 2 năm chứ. Thì nó có cái hầm để đỡ kẹt xe nhưng mà vẫn kẹt. Qua hầm rồi cái là cái chỗ mà quay đầu về bến xe ăn sương nó kẹt ngắt luôn. Để hồi mình đi tới cho cả nhà coi. Đó, sắp sửa xuống hầm em ơi. Xuống hầm hả? Ừ. Đó, hầm này là hầm Thủ Thiêm. Hầm Thủ Thiêm. Hầm ngắt cái thứ ăn sương. Sao rồi? Tôi đi ngang hầm Thủ Thiêm hoài cứ nói hầm Thủ Thiêm không à. Tại chích mũi ba nên bây giờ nó cũng hơi bị quên giảm trí nhớ. Hồi xưa là mình đi về phải ôm cái vòng xoay. Đó, là ôm vòng qua vòng xoay đó. Lúc đó kẹt xe hoài đúng không anh? Bây giờ là mình xuống hầm rồi đó cả nhà. Đó giờ mình đi xuống hầm này qua ngang bến xe, qua dòng xe, chui xuống hầm qua dòng xe. Rồi nếu mà vô bến xe thì quay đầu lại. Mà đây thì thoáng nha, lọt vào bển cả nhà coi nè, cứ ngắt xe hết trơn. Mình đi chục lần kẹt cả 9 lần rồi đó. Lần này không kẹt nè. Không biết lần này sao. Lần này không kẹt anh ơi. Mà cái tiếng tốc độ với hầm này có 40 cái số giờ, 50 số giờ rồi nha. Chạy quá là công an thổi vô là hỏi thăm sức khỏe liền á. Đây thấy thoáng không? Nhưng mà lọt lên trên chỗ quay đầu thì nó lại kẹt xe. Không, bữa nay chắc mình đi không kẹt. Sao em thấy nó rộng rộng quá. Ừ. Nó 10 lần kẹt, 9 lần còn lần không kẹt mà. Nếu mình đưa con đi học mình lần nào không kẹt hết. 10 lần kẹt hết 9 lần. Lần này kẹt thiệt. Đó. Cái bánh xe ăn xương là mình đi trái mình đó nha. Đó. Bánh xe ăn xương là mình đi trái mình. Đây, đó là bánh xe ăn xương. Đó giờ rồi đó kẹt không? Qua tới đây là phải kẹt, bắt buộc là phải kẹt. Nó chở quay đầu rồi cả nhà. Lúc nào cũng kẹt hết chứ. Ở bên đây trái mình là bến xe. Cũng sắp tới rồi. Còn hai cây nữa tới bò tơ Củ Chi Xuân Đào cả nhà. Xuân Đào. Giờ sắp tới những nghe mùi bò Củ Chi rồi đó. Sắp tới là nghe mùi bò rồi đó. Mình nói thằng con mình nó nghe nó cười luôn cả nhà. Đó hẹn chim nghe mùi bò kìa, bò tơ Vĩnh Xuân trước mặt kìa. Rồi bắt đầu bò tơ Vĩnh Xuân. Ừ, nghe bởi vì anh nghe mùi bò đó. Cái bò tơ nổi tiếng của Chi này á là Xuân Đào rất là ngon. Tại vì anh em tài xế chỉ ở đây nè. Tại vì chồng nó nghe mùi bò kìa, người ta đang ngồi ăn bò luôn. Cái khu của Chi là này là nổi tiếng là bò đó nha. Bởi vì ta đặt tên là bò tơ của Chi. Sắp tới rồi em ha. Đói bụng rồi. Đói bụng quá trời luôn á. Mà không biết vô có cho quay không, không cho quay cái đi về luôn á nha. Mình qua cho mọi người biết đến quán à, chứ sao người ta không cho được em ha. Không cho thì mình đi quay bánh canh cái bò tơ bàn. Ừ, cái bò tơ Củ Chi này á là nó nằm trên đây á là anh em tài xế đường dài cả nhà, chỉ vợ chồng mình lên á, chứ vợ chồng mình cũng rồi đó lên lần đi Tiên Ninh á ăn một lần mà cách nay cũng khoảng 7-8 năm về trước rồi. Là không, mình không có nhớ rồi mới nhờ anh em tài xế chỉ giùm là mới nhớ lại cái tiệm bò tơ Củ Chi này là Xuân Đào. Đây giờ mình vô lên trong cả nhà ơi. À, sắp tới bò Chi rồi, tơ Củ Chi rồi đó con. Khoảng mấy chục mét nữa. 350. Đó. Đây là mình cũng lần đầu tiên cầm xe lên đây mình cũng không có gần đường, bởi vì mình nên đi vô lên trong trước. Hú con gái là vợ chồng nhìn đói luôn á. Đây trên đây nè các bạn. Đó chỗ xe tải đó vô ăn đó. Đó đó. À. Đó xe khách đây xe người ta vô ăn đó nha. Hay quá ha, xe tao quẹo vô biết người ta vô ăn. Chắc chắn luôn, đây quẹo vô là bò tơ mà. Trời hay quá. À. Đây bò tơ đây. À ra đường cái gì ạ? Quẹo vô cái hẻm. Đường Nguyễn Giao. Quẹo vô hẻm Nguyễn Giao. Nguyễn Giao. Đây quẹo vô cái hẻm. À. Đó xe kìa đó. Đây là bò tơ của Chi nè. Đó quán bò Xuân Đào. Xuân Đào đó cả nhà. Đó là xe tất cả là anh em tao biết á, rồi xe chỉ đây nè, đó đâu. Nó xách xe ra đây ăn nè cả nhà. Nó nằm đường gì quá nè ta? Nguyễn Giao anh. Nguyễn Giao. Bò
tới xương đau cả nha. Đây là nổi tiếng ở Củ Chi rồi luôn á. Vợ chồng mình làm liều lên đây đi ăn cả nha. Làm liều luôn. Hello, chào nhà nha. Hôm nay mình đi lên Củ Chi ăn bò tơ Củ Chi cả nha. Bò tơ Củ Chi này là quán bò tơ Xuân Đào cả nhà, rất là nổi tiếng rất là lâu rồi. Cái quán bò tơ này nếu mà cả nhà đi mà từ thành phố Hồ Chí Minh lên mà đi Tây Ninh á là đi đường quốc lộ 22, đâm thẳng lên là cách ngã tư cách cầu vượt Củ Chi khoảng 100m là bên tay phải của cả nhà là cái con đường đó là Nguyễn Giao cả nhà. Cái này gọi là khu phố 2. Củ Chi, thị trấn Củ Chi. Xe khách đến ăn là xe đến ăn là đậu rất là nhiều. Đó, rất là nhiều luôn. Quán này nổi tiếng rất là lâu. Em hả? Vô kêu bò thèm quá rồi. Đây mình vô cái bàn nào à, ba người á. Thì bạn ngồi đây nè. Bò luộc cũng bánh tráng. Cái này là mình vô đây là mình quay lại chỗ với cái bàn ăn mình kêu ra thôi, mình review cả nhà. Còn ở chỗ mà chỗ nấu người ta là người ta kỹ lắm, không có cho ai vô, bất cứ không cho ai vô được hết á. Cái này là lẩu bò là 350-400. Đó thì anh nói phản cỡ đó đó. Giờ bò luộc cuốn bánh tráng là 160. Mình ăn cái lẩu 400 đi cho nó ngon. Mình ăn một cái lẩu với một cái bò luộc cuốn bánh tráng đi. Thôi về lẩu nhỏ đi. À. Ăn lẩu nhỏ cả nhà, mình ăn thêm cái kèm món khác nữa. Để nó đâu đi. Đây. Này là 12 giờ rồi. Lẩu bò 350. Lẩu bò 350. Cái bò luộc cuốn bánh tráng. Ừ. Quán bán nguyên ngày luôn hả? 9 giờ sáng 9 giờ tối. 9 giờ sáng 9 giờ tối. À. 9 giờ sáng 9 giờ tối cả nhà. Mà thường là đi lên đi Tây Ninh là gì lên lên đây là tầm khoảng 10 giờ 11 giờ là có mặt ở đây rồi. Nếu mà đâu 7 giờ mình đi là khoảng 9 10 giờ là mình có đây à. Tại vì chạy xe nên bò tơ phải nhậu. Ăn bò tơ là phải nhậu. Ở đây nói chung là bán nhiều món cả nhà. Có món bím kêu thêm. 16. Đây là những cái món bò này nha. Quán này bán nổi tiếng rất là lâu. Mình ăn cách này khoảng 6-7 năm trước rồi. Hôm nay mình về lại. Ủa ký như bán ký rồi nè. Có bán ký nữa anh. Một ký cái gì bò gì? Bò ba chỉ luộc. Ba chỉ luộc một ký là 800. Còn bò gì? Bò luộc gì? Bò luộc cuốn. Mình kén. Sao bán ký ta, nội ta? Mua bán ký rồi, ai muốn ăn nhiêu thì ăn á. Cái này là bò luộc hả? Bò luộc á anh. Bò luộc cuốn bánh tráng. Mắm nêm. Ăn. Bây giờ mình ăn này chứ, ăn này trước phải không? Lẩu sao phải không? Bỏ ớt vô, cho nguyên một chén ớt luôn rồi cả nhà. Nhiều vô, nữa. Nhiều vô. Giờ mình ăn bò trước hả? Mình ăn cái này trước em. Đủ loại rau rừng luôn anh, rau gì cũng có luôn. Lên đây là rau rừng mà, chỉ rau rừng mà. Cái này lá cốc, còn cái lá tím này lá gì em không biết nữa nè. Lá xoài. Lá xoài hả? Với lá cốc. Lá nhái. Lá cái bằng xá xị. Xá xị. Là tí tô. Là bò luộc. Dĩa này nhiêu tao ta? 160 anh, với rau bánh tráng đồ hết là 160. Thôi vợ chồng mời cả nhà ăn bò luộc cả nhà. Vợ chồng mình mời cả nhà ăn bò luộc. Bỏ vô đây nè, nước đây nè. Phải không? Đây cả nhà, nước nè. Đó, mình trụng vô đây cái là có nước nè, nó nở lên. Lật về đây, phải không? Ui, nước khói gối quá. Đói quá cả nhà ơi. Ông cả nhà có dịp đi lên mà Tây Ninh chơi á thì cả nhà ghé ăn bò Củ Chi này thử đi, ngon lắm. Siêu ngon luôn. Cái lá này là lá gì nè anh? Em thử đi. Lá gì á? Cái lá này giống là bữa cái chị kia nói đó, nhớ không? Cái quán bữa ăn đó. Cái này mình không có bún nữa ta. Không rau mà. Còn cái lá này nữa nè. Lá kiển em ơi. Lá kiển hả? Thôi, mời cái nhà nha. Cắm vô đây nha cả nhà. Gỏi quá rồi.
sao nó không ngon. Bò tơ của tiêu là khỏi nói rồi. Bò không ngon, chín gốc là bò luôn. Ủa sao mà không có bún hả chồng ha? Mở ra, mở thử. Nó bụng quá ha. Ôi quá rồi. Mấy tiếng hả? Mời cả nhà với vợ chồng mình nha. Bò chắc hấp quá em ơi, chứ phải luộc. Hấp à? Ừ, bò này chắc hấp quá nha. Ngon quá. Ngon. Ngon quá nè. Hấp dẫn. Cuốn cho con cuốn đi. Những ai mà lên Tây Ninh là đa số người đi thường đã biết món này. Nếu nhà mà chưa có đi, mà có đi du lịch lên đây chơi á, đi chắc hấp đó, thì nói là tài xế chắc biết cách cầu vượt Củ Chi khoảng 100m nằm bên tay phải là cái đường bò tơ Củ Chi Xuân Đào. Cái này là mong cái đường quẹo vô đường gì con biết không ta? Nguyễn Giao hay gì anh nãy có... đúng rồi, đường quẹo vô đường Nguyễn Giao quá nha. Cách cầu vượt Củ Chi khoảng 100m á. Nguyễn Giao thôi anh không nhúng không? Mình ăn không quen uống nước. Còn bánh tráng là cắt thành đôi. Không ngon anh, ngon. Quá ngon luôn chứ. Đói quá, anh con mình cũng đói nữa cả nhà ơi. Mình ăn này trước xong rồi mình ăn cái thứ đất miếng cả nhà ơi. Chứ ăn này còn nhiều quá no luôn á, là khỏi ăn lẩu luôn á. Mình cuốn này để cho con mình đi ăn cái que tiếp cả nhà ơi. Qua đã, lâu lắm ăn bò thơ em ha. Em gấp không mà ăn nó còn ngọt ngọt, thịt ngọt lá lắm. Nước chấm cá cơm anh. Cá cơm hả? Ừ. Nước chấm cá cơm cả nha. Đây là nước chấm cá cơm. Nó chấm nó quậy lên vậy nè, nó đã. Phải siêu cay nha. Chấm cá cơm phải siêu cay. Bây giờ mình còn phải đợi lẩu ha. Mình nhớ ăn là mình ăn đỡ đói thời gian chờ lẩu thôi. Đó. Nói là đất đưa mà đắt quá. Ha. Ừ. Nói là đông. Anh nhớ lúc trước đó, hồi đó anh ghé là hầu như là trồi cái vô trồi chỗ ăn này nè cả nhà, là đồng mái lá. Bây giờ cách đây 6 năm mà giờ mình trở lên lại là không còn mái lá nữa. Hồi xưa là mái lá. Ừ. Ừ. Hồi xưa mái lá trời nguyên, không phải đâu trời nguyên trên mái lá cả nha. Giờ 6 năm 7 năm mới quay lại ăn là khang trang lên. Thôi chứ nè, mình quạt vô đây nè, có miếng cá cơm vô. Ừ. Thôi để anh quay cho em với con nha. Ăn xong đi. Ừ. Cay quá. Con mình không biết ăn mắm cá cơm ở nhà ơi. Nó đợi ăn lẩu luôn. Thôi vợ chồng mình sẽ chén hết này luôn. Người cuốn nữa là xong. Dũng từ chén hết này luôn mới ghê. Không mà cho dỗ đau quá nhiều anh ơi. Không. Cay quá. Cay ngon. Cái trên đây bò tơ của trên này ăn cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ là ngon. Mình biết cái quán này mình dẫn vợ mình lên cho vợ mình ăn. Chứ ăn vòng Sài Gòn hoài cũng có nữa, không phải không có. Nhưng có mà rồi. Nhưng mà ở đây là đặc biệt hơn là ở đây là chia lại để lý gốc. Củ Chi, Củ Chi mà. Đúng không? Củ Chi là bò nhiều nhất mà. Rồi nãy dân cuốn vô leo vô. Hàng chỉ thấy nó thiếu xíu. Em ăn bò không ăn ngon lắm. Thịt nó ngọt đã lắm. Cái này có mấy con cá cơm á, anh quết cá cơm ngon nè. Ừ.
giờ khách vô đông quá luôn. Giờ vô ngoài quá trời đông mình. Ngon không? Ngon. Đã không? Đã. À, muốn ăn cái nào nữa không? Trên Củ Chi này có một cái nữa là qua khẩu Củ Chi là thuộc về là gọi là chảng bàn, gọi là chảng bàn bánh canh chảng bàn bánh canh đấy. Ừ, cũng siêu ngon lắm đó nha. Nhưng mà qua khẩu Củ Chi nó hướng lên Tây Ninh á, cái mũi tàu đó, cái mũi tàu lên Tây Ninh á, một bên đó là quẹo nó hoặc là mũi cái mũi tàu như đi bên trái vậy. Mình không biết, mình ăn bánh canh chảng bàn nha. Bánh canh chẳng bạn á, mũi tàu á, ngồi đi bên trái á, là hướng về cửa khẩu. Hướng bên phải á, bây giờ là về chùa Bà. À, chùa Bà Tây Ninh đó hả? Ừ. Nhớ rồi mãi đâu biết phải không cả nhà, đừng có chửi nha. Ngon cuốn ha. Không ngon không. Nha, hai chồng mới đây quất hết một dĩa rồi đó, ăn không để ngọt cả nha, rất là ngon, ngon thử coi. Chấm này quất chấm cái đấy, ngon. Mình thấy bỏ rau đó. Không, ăn không á, em ăn thử rồi bò nó ngọt ngon lắm. Cái mùi cũng thơm á. Ừ, thấy không? Hàng chính gốc mà. Cái nhóc của chị mà. Để mà hỏi anh. Anh kêu đổ chưa? Anh kêu rồi mà sao? Rất đông quá. Thôi, chờ đợi cái nhà ơi. Từ ở Sài Gòn lên đây, lên tới quán này là khoảng 35 tới 37 cây cả nhà. Đừng ở trung tâm đó. 35 mà 7 cây. Ủa lẩu bò là mình ăn với rau này hết rồi. Ừ. Là cái này mới ngon nè, cái này là mùi. Ừ. Phải lấy cộng luôn ngon nha, đừng bỏ cộng nha. Em lấy cộng được chút bỏ vô trước. Ừ. Đây mình coi là cái cộng là ngon lắm á. Bây giờ lẩu ra đó cả nhà. À, hình như em có biết là nước mía sầu riêng đồ nữa có đó trên đường về chở về chở ngược về. Ủa, chở về hả? Chở ngược về khoảng chừng 4-5 cây nữa, nó nằm ngay nó góc quốc ngã tư đường gì quên rồi, tới hồi mình ghé. À, chỗ bán nước mía sầu riêng đồ với phai mì luộc nước dừa đồ anh, nếu hồi đó mình có ghé anh. Hay vợ chồng mình quay tìm quán Sài Gòn hoài thì cũng không có gì mà để cho cả nhà xem hết á, thì vợ chồng mình cũng cố gắng sắp xếp nay đi hướng Tây Ninh quay thôi, hướng Củ Chi quay xong rồi vợ chồng về chứ không có chuyện gì trên đây chứ. Hai chồng là xách xe đi thôi đó. Không, ở đây mà mình không ăn là tiếc lắm, lâu lắm rồi, lâu như là mấy năm mới lên, 7-8 năm rồi đó, 6-7 năm rồi đó mới ghé đây ăn đó cả nhà, lâu lắm rồi. Trời, 6-7 năm mình lâu lắm rồi, lâu bộ 6-7 năm là lâu rồi đó. Ăn một lúc quay trò lá rồi giờ thành lên tường hết trơn rồi. Đông thiệt á, quá đông, khách đông thiệt, khách đông lắm. Đó. Cả nhà cũng thông cảm, ở đây là quán ăn lớn, người ta cũng không có cho mình đúng vô rồi. Mình review đâu, chỉ là review thường, món thường, ăn thôi. Thường thường quán nhà hàng, quán lớn, quán sang thì cái chỗ mà cái quầy nấu á, trừ ra cái người đặc biệt mới vô được cái chỗ quầy được cả nhà. Mình không phải là người đặc biệt. Cái người đặc biệt á, có thể là mới vô cho mình vô. Đó là như giống như bạn thân của chủ quán mới vô được thôi, chứ còn bình thường vô được đâu. Chứ là cái chỗ đó là kỹ lắm, rất là kỹ, rất là vệ sinh, không có cho người ngoài vô đâu. Ui, cái móng này em. Anh coi trong giỏng có gì á. Anh coi đi. Anh cầm nắp chứ. Người cả nhà, cái lẩu ở trong đây có nạc, rồi gân. Cái này là cái gì anh? Móng. Cái móng, nguyên cái móng luôn. Cái này gọi là cái móng mà kia bằng cái gì quên rồi ta? Giờ phai môn. Nhiều lắm, thịt dưới đây nhiều lắm cả nhà, thịt
vừa da vừa thịt, vỏ da là thơm thơm ngát luôn á. Trời ơi, nguyên si mà. Với tàu hũ nữa cả nhà. Đó, quá trời thịt luôn. Có củ cải trắng nữa, củ cải trắng, củ cải đỏ. Củ cải trắng, củ cải đỏ, khoai môn, cái này là tàu hũ. Hũ non. Có gân, có nạc nữa luôn. Có gân là biến vậy. Không, cái này gân với nạc với da là thơm lắm. Góc nó ngọt đó, biết ăn là ngọt lắm luôn. Ăn này xong chắc con mình xỉu. Ừ. Cả xỉu luôn. Cái này bỏ gì vô thêm không con? Không, vậy là được rồi. Ba người ăn cái lẩu này cũng được em ha. À, được rồi. Quá tuyệt vời. Mấy miếng củ cải đỏ lên. Ủa, bỏ nguyên củ hành sống vô luôn á. Ủa, củ cải đỏ đâu rồi? Nguyên gốc tư của hành này cả nhà. Mà nó bán có hai, chắc là nguyên củ luôn đây nè. Nhiều lắm anh. Ô, một cái lẩu chút không. Nửa củ hành. Ủa anh, cái móng đâu rồi anh? Để cái móng lên á. À. Đây, hai cái móng lần em ơi. Rồi. Cái lẩu quá hấp dẫn cả nhà, thơm. Thơm ngát, hương chanh luôn. Đang sôi luôn anh. Quá ngon nè. Rồi. Cái lẩu dở ra thơm á anh. Thơm quá rồi. Dễ chịu lâu quá. Ăn lần đã em ha. Mà cái đâu có ăn hoài. Thì một tháng, hai tháng chồng chở lên ăn lần. Xa nữa cả nhà, rất là xa. Nổi gần trường. Gần trường con kìa. Mà cả nhà ăn tiếp theo cái lẩu tiếp theo cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn lẩu với cả nhà. Đúng ăn không? Món thứ hai. Ở bốn quên. Đem dĩa qua đây luôn nè. Để mẹ ăn chút nha con. Chút rồi à. Không ăn. Nó không biết ăn mắm nữa. Không, cái này là trao mà không muốn mắm gì, lẩu bò mà. Hồi nãy cái món luộc đó vậy. Bây giờ mình chiến cái cục gì này cả nhà. Ui ui. Ui da nóng quá em ơi. Nóng lắm cả nhà ơi. Mềm mà hả anh? Mềm. Em thấy mềm phải không? Mềm. Đã quá. Rồi, cái này nguyên một cục gân luôn. Rồi. Phải chấm vô nước chao. Mời cả nhà ăn lẩu nha. Mời nhà ăn móng nha. Ngon quá. Nóng quá. Không, nước lẩu ngon. Nóng quá nóng. Mời nước lẩu ngọt. Thơm à. Ngọt thơm lắm anh. Em ăn thử cái này không có nghe mùi bò luôn á, đúng không? Không, ngon lắm. Anh nói rồi mà anh biết mà, cực siêu ngon luôn á nha. Không phải giỡn đâu. Những người mà đã từng ăn đây rồi không bao giờ chê được cái món bò này. Thật sự mà nói luôn, không chê luôn á. Chỉ chê cái là ít hay nhiều thôi. Cái lẩu bò số 1. Thơm. Ngầm mềm lắm anh. Không có dai. Nhưng mà cái răng bò cứng. Cái này cái móng mà. Cái móng á. Cái xương ăn không được. Nó gần ha. Dạ. Bỏ đi. Nồi đổ bò giờ bắt đầu sôi rồi cả nhà. Sôi gục gục luôn. À, coi cái lẩu sôi này cả nhà. Đó. Hấp dẫn ghê chưa? Ăn cho đã thèm đi em. Dạ. Ngon mà. Ngon. Ngon lắm cả nhà. Lâu lâu có cơ hội lên phải ăn cho đã thèm. Ăn cái này là nhờ rau. Nhiều lắm luôn anh. Thịt không luôn á.
Mồm béo không phải không à? Ừ. Mồm nữa nè. Ăn thịt bò quá trời luôn á. Mồm béo. Béo là bột. Trời nóng ăn lẩu này nó nóng nữa ngon gì đâu. Ăn hoài được hoài luôn, muốn ngán luôn á. Vợ chồng mình chỉ ăn lẩu với rau thôi, khỏi ăn bún luôn cũng được nữa. Đúng không? Lẩu nhiều. Nó da nó dẻo dẻo, da dai ngon á. Không nói gì hết. Hả? Nói chung là cái lẩu này quá tuyệt vời rồi. Là ăn chứ nói gì nói nữa. Anh bắt ăn rồi em nói gì em bê. Ngon không hả? Đây là toàn hủ trắng đây nè. Đúng không? Hủ non. Công nhận cái quán này xe du lịch vô động quá trời luôn anh. Từ trong ra tới ngoài luôn á. Đây ngon siêu thịnh luôn anh nha. Cực kỳ ngon. Thôi để mình cầm máy quay cho vợ mình ăn, cái con mình vô ăn ở nhà còn nóng để cho con mình em. Để mọi bớt cái hết này con mình ăn được. Em ăn với con nha. Quá trời nhịp mình ăn miếng rồi cho con mình vô ăn. Tôi ơi hết còn cho chị miếng còn vậy. Ăn đi. Lẩu nhiều lắm anh ơi, thịt cừu nhiều dữ lắm luôn á. Rất rất là đông luôn đó nha. Tất cả các món ăn này như có để trên tường á. Món ăn để trên tường quá trời. Con bỏ thịt vô đi con. Anh dòm miếng cái miếng thịt bò mà sắc bự vậy luôn á anh. Gấp cho con, gấp cho con đi. Quá trời bự luôn á. Ăn đi con. Vô. Món này ngon. Ăn lần là muốn ăn lần nữa luôn á anh. Ở đâu ra ăn lần nữa. Lâu lâu ăn lần em ơi. Cái nước ngọt á. Ăn thử con, ăn thử miếng nước ngọt không kìa. Ăn bữa nay thôi cũng không có đồ nữa nghe. Dạ. Đi ăn thì được ở nhà nhưng mà nó xa lắm. Đi về là gần 100 cây á. Trời ơi. Có miếng nạm bò nè chồng. Quá trời bự luôn. Quá bự luôn. Ăn đi con. Ở chứ ăn này lâu lắm mình mới chạy lên chứ lên là mấy chục cây số xa quá cả nhà. Thì đi về gần 100 cây á. Đi về gần cả 100 cây số. Lâu lâu mình mới đi lần thôi. Để vợ chồng mình phải sắp xếp nữa mới đi nữa. Lâu quá cũng thèm em ha. Lâu lắm rồi nha. Tự nhiên hai chồng nằm suy nghĩ thôi thèm bò tới Củ Chi quá. Cho chị xin cục còn đi con. Đang nằm thèm bò tới Củ Chi quá, rủ nhau đi luôn đó nha. Rồi đi ăn bò về chứ mình không có đi gì đến đây chứ, đi chơi đi thôi. Rồi sẵn vợ mình nó kêu đi du lịch luôn. Đi mình... vòng. Nhưng mà chút đi ăn bánh canh nữa. Nếu bánh... còn thì ăn, còn không còn thì thôi. Bánh canh ăn bạn hả? Như giờ phải đi vòng nữa cả nhà, bắt buộc đi luôn rồi. Mình đi bắt buộc à. Ăn nè em không no sao mà đi ăn nữa em. Không, mình sẵn mình đi lên đây á, mình quay cho cả nhà coi luôn á anh. Mẹ bỏ thịt cho con. Nhiều lắm, nguyên cái nồi giờ còn thịt không luôn. Em với con ăn đại đi, anh ăn miếng ăn thịt gì nè. Chiếu rồi cho em với con ăn mà. Thịt gì nè. Cái quá nồi trời. Toàn là thịt không luôn á. Để mình thay còn cái. Cảm ơn cơ. Cục thịt nên vừa có nạc mà vừa có da mỡ luôn nữa anh. Đó thấy không? Quá ngon ha. Ăn đi em. Chấm vô chén chao cái rồi.
đâu đi con. Còn nhiều lắm cả nhà, một cái vậy chứ ba người ăn là no cầm lúa hả anh? Nóng hả? Phỏng. Phỏng. Đây mẹ bỏ cho một miếng này ngon nè. Cái này là cái gì ta? À, mùng tơi. Không mà tính ra cái bò thơ xuân đào rồi nè, tại nhiều người không biết ăn đây không biết. Dạ, đúng chứ rồi. Nếu mà chịu để ý miếng á thì đi để dưới nhìn bên tay phải á là sẽ cách cầu vượt Củ Chi là để cái quán để tên quán ngoài luôn đúng không? Có để cái bảng ngoài luôn á? Có không? Có. Có để quán, có để bảng ngoài luôn á nhỉ? Nhưng mà tại vì phục vô đường hẻm cái nên mình đi quốc lộ ít có để ý á. À, đúng rồi, cái phim cấp độ nhanh á ở đây để ý. Ở nhà mà vậy mà sắp tới Củ Chi còn khoảng chừng 100 mét á, cách 100 mét á thì cái nhà nhìn bên tay phải là gặp à, là phải đi vô hẻm nha, đi vô hẻm xe hơi xe 16, xe 50 chỗ vô được bình thường. Còn nhiều lắm. Đa số là anh em tài xế là chở khách đi tỉnh đi chùa cả nhà, ghé đây đi tỉnh thôi chứ mình không có đi chùa nha, xin lỗi. đi núi với Tây Ninh chơi á. Thì ghé đây cho khách hàng của tài xế ăn ở đây cả nhà rất là nhiều. Bún hả? Để mẹ để qua cho. Không. Nhưng mà ba người á nha, mà ăn một cái lẩu này là với một cái phần cuốn nãy là no, mà no sai luôn á. Đúng rồi. Ủa em không bún hả? Hả? Không ăn bún hả? Không, hết ăn không nổi giờ ăn thịt không à. Bây giờ lên ăn bò tơ cái ăn bò không á nha. Ăn bún no sao? Không nghe em ha. Ai như con. Mình có dòm cái miếng này ngon cả nhà, mà gân ngon cực kỳ luôn, ăn vô nó mềm á, họ béo. Mình chấm một quét vô chao. Bữa nay về lên ký nữa cả nhà. Nóng quá. No quá chồng ơi. Ăn đại đi em, ăn với con đi. Anh ăn miếng hả? Này anh ăn hoài gì? 6 năm anh ăn hành lần rồi. Món này ngon lắm đó nha. Đây mình nhường cho vợ con mình ăn. Lâu mới lên đây là. Ôi còn thịt không luôn. Anh biết sao không? Hồi nãy tự nhiên đói quá cái anh giờ ăn ba cái cuốn đó. Nồi hàng luôn. Một chút mình kiếm chỗ nào mình chơi một chút đi anh. Uống cà phê đi. Đi lên Chẳng Bàn đó. Dạ. Bây giờ đi về anh chị. Thì lên Chẳng Bàn mình làm một cái video mới ha. Quay cho cả nhà xem ngày kế tiếp luôn không mình kế tiếp mình nghỉ. Sẵn lên đây mình phải quay bánh canh Chẳng Bàn cho cả nhà coi luôn. À. Đúng không? Được không? Được. Được luôn. Thèm con thèm rồi. cả nhà 10.000 ca súp ha, xong rồi vợ chồng mình ăn mừng mình sẽ quay mặt thử con trai mình vô cho cả nhà coi luôn cả nhà. Có xấu lắm đâu, không có dám vô hình. Đó đó cái này là mới gọi là nói thiệt đó. Nói thiệt luôn. Cái này mới nói thiệt nè. 10.000 ca súp đi, mình sẽ quay mặt con trai mình vô. Nó xấu lắm. Chắc nó giống mẹ nó xấu cả nhà. Nó giống cha nó đẹp hơn miếng. Nó đẹp trai. Đẹp trai vậy giờ vô đi cho cả nhà coi đi. Câu like. Để con câu like. Con trai mình nó để câu like cả nhà. Con mày bỏ thịt nè. Ăn đi. Nóng. Cái này mình ăn tàu hủ kia. Tàu hủ hả? Tàu hủ non á phải không? Nó cái tàu hủ con hay ăn á. À tàu hủ non á. Ủa anh ơi còn một cái cục ấy nữa nè. Thì gấp cho con ăn đi. Không cái cục móng. Tàu hủ non đâu, con đợi gấp hủ non. Không có nó hủ non chưa kìa, bỏ vô đây. Đây tàu hủ nè con. Cái tàu hủ mình. Chưa thêm gì đâu đi em. Không non quá rồi. Chút còn ăn bánh canh nữa. Rồi nếu mà có về Củ Chi còn ăn hả cái gì ta? À, ăn
chè chuối chân rồi tùm lum hết á, tùm lum món nhiều. Cái này là gân đó nha, gân với da, mà cái này mà con mình ăn không được, cái này là ngon nhất của bò luôn đó nha. Nói nó ăn sạch sạch là sạch, nó không ngán. Nó mềm ha, mềm sạch 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 sạch, ngon rồi. Mà đặc biệt là làm bò này làm cắn phải là mềm nha, không có dai gì nha. Không có dai. Nó giòn, gân này giòn. Còn cái da để mình xem mềm luôn đó nha, dễ ăn lắm. Đây em còn một cục móng bò nữa. Em thích nhất là ăn lẩu xôi vậy nên rồi tới hết luôn á, ngon. Cả nhà có dịp mà đi ngang đây á, cả nhà ghé quán lẩu bò Xuân Hồng ha anh. Ủa Xuân Đào. Xuân Đào. Xuân Đào này ăn thử đi, lẩu bò cũng ngon mà bò tơ cuốn bánh tráng cũng ngon nữa cả nhà. Nước hai món. Nó ngọt được thịt, ngon được xương luôn. Nhờ củ cải. Nhờ xương bò. Xương bò đúng. Ngon lắm cả nhà. Quán ba người ăn lẩu này là hơi căng cả nhà. Ôi cái miếng nó ngon lắm đó chồng. Thôi em ăn nữa không? Dặn đi. Thôi cái nè. Dòng cái miếng. Vừa da mà vừa thịt. Con này là mỡ với giống như là cái gì nạm á anh. Nạm, ờ đúng rồi. Nạm bò á anh. Con mà em thích cái nước ngọt ghê luôn anh. Ha. Ngon. Cái miếng này là giống như cái đuôi bò vậy anh. Đuôi bò á. Đúng rồi, nó không ngán. Cái da cắn được thịt, cái da cắn được thịt. Đúng rồi. Cái này em ăn chỉ là bình no chứ em không biết ngán. Không ngán, ăn không biết ngán luôn á. Ngán, với được tưởng ngán. Biết rồi, đừng nói nữa. Ăn bò ăn không ngán luôn á. Nhưng mà ngán cái. Chúng tạo rác đi ăn, tối ngày đi ăn không một tháng. Không một tháng được không? Được nhưng mà trứng một đất mà. Ờ thì ăn tháng được á, cho em ăn gỏi cuốn, cuốn bò tơ nãy á, cái cuốn đó đó. Ngon phải không? Ngon. Ngày cho em ăn phần đó được, em khỏi ăn cơm. Con mình nó cười. Chạy xe mà. Ăn phần có 150 ở nhà, mà đợi đổ xăng hết 500. 160. Đi 40 cây. Đổ xăng 500. Thì tất nhiên là em ăn phải hơn 500 nó mới xứng đáng với cái xăng của mình. Thấy đồng thiệt rồi, đồng quá đồng. Ủa còn miếng bò nữa kìa. Đó giác hết luôn cả nhà, còn nước không? Ừ đó nha, vợ chồng mình đã ăn hết một cái nồi lẩu rồi đó cả nhà. Còn miếng cuối cùng. Còn miếng cuối cùng. Siêu ngon. Cái dòng nhỏ nhỏ nó trôi lạc vậy mình vớt được nó ngon ghê luôn. Cái hình như là ba rọi hay gì, có da có mỡ có nạc, cái hình như ba rọi. Cái này biết gì không? Cái gì? Thịt lưng. Dưới bụng. Đó. Lưng hơi bụng. Thịt dưới bụng. À. Dưới cái hai cái gì của nó. Dạng cái đó kêu ba rọi á anh. Phải không? Béo. Thơm sữa nữa. Bò đực. Bò đực, bò đực mà thơm sữa gì? Không, cái quán này ngon đó nha. Tại vì vợ chồng mình nó quay vòng vòng thành phố hoài, sợ cả nhà nhàm chán. Nên là vợ chồng đánh liều luôn, đi xuống Củ Chi luôn. Với bằng thèm bò của chi nữa, thèm bò. Thèm bò, không phải bằng thèm một thứ đâu cả nhà. Thèm bò, thèm bánh canh trắng bàn nữa. Cái nên mình chạy xuống đây á, mình quay bò tơ cuốn bánh tráng với lẩu bò cho cả nhà coi luôn. Nếu mà mình chạy lên trên Tây Ninh á, nếu mà còn bánh canh á, trắng bàn á thì mình sẽ quay cả nhà coi. Còn nếu không thì dịp khác vợ chồng mình muốn quay cho cả nhà coi. Cực kỳ ngon, cực kỳ hấp dẫn, rất là vừa. Đa số là khách mà đường dài nó ghé ăn rất là nhiều, tại tài xế ghé cả nhà, rồi cũng số người rất biết cũng hơi nhiều á. Nếu mà cả nhà những ai chưa biết á thì nên ghé ăn thử một lần cho biết. Quán cực kỳ là ngon. Quán này từ thành phố Hồ Chí Minh đi lên đây á là cách cầu vượt Củ Chi khoảng 100 mét là nằm bên tay phải. Quán bò tơ Củ Chi Xuân Đào
bán từ 9 giờ cho tới 10 giờ đêm. Đó, thì cả nhà có dịp ghé ăn thử. Thôi clip mình kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho kênh Quán Vỉa Hè để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye.